Đấy, các bạn thấy không? Không biết là các bạn đang nghỉ mùa dịch ở nhà như này các bạn sẽ làm gì? Đấy, mình nói thật với các bạn luôn chứ, nghỉ mùa dịch ở nhà này là lúc nào mình cũng phải có cái loa JBL này để mình nghe nhạc. Đấy, nó đâu xa, cái loa này có mấy trăm, giá như nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình nhá. Đấy, loa này là còn có siêu kháng nước IPX7 nữa cơ. Đấy, rồi, các bạn nhìn này, thiết kế nhỏ gọn không? Đấy. Too deep to feel productions, where you find your emotion. Đấy, thế sau khi nghe nhạc xong ấy thì chúng ta phải làm việc thôi. Chẳng qua là đây là cái dụng cụ để mình để ở nhà mình nghe nhạc thôi. Đấy, thế bây giờ rồi, nhắn tin cho Kha cái đã nào. Mày đang làm gì thế? Đã làm kịch bản cho kênh Dương Dâu chưa? Ok, em đang làm rồi à? Được, để anh check camera xem như thế nào. Đấy, cái máy này, cái iPad này là mình luôn luôn sử dụng để mà check camera này này. À, thằng này bố láo thật. Làm gì có ấy đâu nhở? Ây da, không, không được rồi. Mày lừa anh à, thằng này chết, không ổn rồi. Đấy, cảm thấy không? Mình ở nhà là vừa phải làm việc. Ôi trời ơi, chết rồi. Lộ hết cả phông xanh thế này. Chết dở thế này. Đấy. Chết dở rồi, thôi. Thế này thì mất điện, thế này thì căng nhờ. Không biết là các bạn ở nhà các bạn sợ nhất là cái điều gì? Cá nhân mình thì mình nói thật luôn chứ, ở nhà là mình sợ nhất là mất điện. Đấy, không biết là các bạn có sợ mất điện hay không. Đấy, mời anh camera có thể tăng sáng một tí. Đồ này mất điện này chết dở. Thôi thôi thì MacBook này thì lát nữa phải lấy bộ tích điện để cắm vào đây thôi. Cái ngày trước mình đã làm cho các bạn một cái bộ tích điện rồi đấy. Đấy, lát nữa thì cũng phải lấy cả một cái quạt tích điện 32 giờ ra đây để mà quạt thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ có một vấn đề như này. Đấy là mất điện này cũng căng phết nhỉ. Thế thì iPad này để check càng Kha sẽ như nào, vẫn có thể check được nó bật lên. Đấy, nhưng mà iPad này thì hôm qua rất may mình đã sạc được khoảng 35% pin rồi. Đây, sạc 35% pin rồi. Nhưng mà may quá là hôm nay vẫn có một cục pin dự phòng ở đây. Đấy, cái lúc mất điện như thế này này, chúng ta mới thấy là cục pin 25.000 mAh nó sẽ có tác dụng như nào. Đấy, chứ không phải là cái cục pin mà mấy chục 11.000 thì kể cả có sạc nhanh đi chăng nữa thì nó cũng không quan trọng bằng một cục pin tích được nhiều điện. Thôi bây giờ diễn sâu thế đủ rồi. Các bạn có thể bật giúp mình cái điện này lên để chúng ta có thể quay video được tốt hơn. Hôm nay chúng ta sẽ quay về một cái video là mùa dịch ở nhà các bạn sợ nhất điều gì. Với cá nhân mình sợ nhất là mất điện. Đấy, tuy nhiên để giải quyết được vấn đề này thì mình sẽ luôn luôn có một cục pin dự phòng ở nhà. Đấy, cục pin B25 ở nhà. Đấy, và mình có thể sử dụng để sạc cho cái Xiaomi Mi 8 này thoải mái luôn, sạc cho cái Galaxy S20 Ultra của mình này, sạc cho MacBook của mình cũng thoải mái. Đấy, cái cục pin B25 này hình như là 399.000 thì phải. Và đây là cái cục pin rẻ nhất ở trên thị trường, có dung lượng là 25.000 mAh. Nó sẽ có hai đầu ra nhé. Như vậy là mình hoàn toàn có thể sạc song song được cho một cái điện thoại và một cái iPad của mình được. Đấy, thì đấy là cái điểm rất là tiện dụng. Tiếp tục nữa là cái loa này giả sử như nó có hết pin đi chăng nữa thì mình cũng có thể sử dụng cái cục sạc này để mình sạc cho cái loa này. Đấy, còn nếu mà các bạn lo lắng rằng là sử dụng loa nó sẽ tốn điện thì các bạn có thể sử dụng tai nghe i27 Pro Max. Đây này, đấy, nếu mà ít tiền hơn thì chúng ta có thể sử dụng tai nghe i27. Thì đây là những cái mẫu tai nghe mà mình ưu tiên sử dụng cho mùa dịch. Thứ nhất là vì nó rẻ. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng xem bây giờ ông Dương Dây ông đang sử dụng một cái iPhone 7 lóc giá có 2,7 triệu thôi, mà bây giờ bắt ông Dương Dây ông ấy bỏ ra khoảng 2 triệu mấy đến 3 triệu giá như nào các bạn thể nhìn thấy trên hình nhá, để mua một cái AirPod 2 tại bên trên hay thì thôi, ông Dương Dây thôi. Đấy, người nông dân Hà Nam là không có đủ tiền. Đấy, còn các bạn cũng có thể đang dùng một cái iPhone 11 Pro Max các thứ, các bạn mua AirPod 2 hoàn toàn bình thường, chả vấn đề gì cả. Đấy, nhưng với bản thân mình thì là như thế. Hoặc kể cả thậm chí là bạn đang sử dụng một cái iPhone 7, bạn mua AirPod 2 cũng chả ai đánh giá cả. Quá ngon luôn, đúng không nào? Có tiền chúng ta cứ lên, nhưng mà Dương Dê là không có tiền, người nông dân Hà Nam không có nhiều tiền. Đấy, để tiết kiệm tiền nhất là mua con i7 này có 399.000. Còn nhiều tiền hơn, mua con i7 Pro Max này 699.000, có định vị đổi tên. Đấy, rồi có thay đổi các cái chức năng ở bên trong tai và các chức năng cảm ứng ấy, giống như ở AirPod 2 đấy. Và cũng sẽ có chức năng là tìm tai nghe nữa. Đấy, thêm nữa đó là có Bluetooth 5.0, có sạc không dây, rồi các thao tác cử chỉ rất giống AirPods 2 thì còn là con i7 Pro Max này. Đấy, và mua về rồi thì tất nhiên cũng sẽ được tặng kèm theo cả cái case cho AirPods 2 này nữa. Được chưa? Đấy, chỉ như vậy thôi. Mình ở nhà ngày dịch thì mình cũng sẽ sử dụng những cái đó cho nó thoải mái thôi. Chứ còn mình nghĩ là anh em bây giờ suy nghĩ thoải mái lên. Đấy là ở nhà mùa dịch như này, bật nhạc lên nghe,
có phải sướng hay không. Loa này mình rất ưng luôn này, mấy ngày nay mình kết cực cái loa này luôn. Đấy. Kết, rất kết. Đấy. Cái loa này thì chúng ta có thể nghe ở bên ngoài được. Đấy, nghe nhạc nghe nhiếc thì bật loa ngoài lên. Đấy, còn lại thì nếu mà muốn nghe những cái gì mà không muốn cho người khác nghe, kiểu như tiếng á ớ ú ý, thì là cái này là hợp lý. Rồi, chỉ như vậy thôi, video hơi nhạt nhẽo nhỉ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Và tất cả những thông tin về những mẫu sản phẩm này, các bạn có thể kích trực tiếp vào đường link mà mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video này. Ở nhà tránh dịch vẫn có thể kiếm tiền được. Video này mình đang kiếm tiền đấy. Cảm ơn các bạn nhé. Bye bye.